Chiều 2 tháng 3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, trưởng Công an phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai vợ chồng bị thương nặng phải nhập viện. Cụ thể, 16 giờ chiều cùng ngày, một người đàn ông điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30G631.86 đi với tốc độ cao trong khu dân cư gần phố Xuân Đỗ, Cự Khối, thì tông mạnh vào cặp vợ chồng đang đi xe máy trên đường. Sau đó tiếp tục phóng xe lên vỉa hè đâm vào tường rào bên đường. Cú tông mạnh khiến cặp vợ chồng đi xe máy bị thương nặng. Được biết người chồng bị gãy nát phần đùi, tình trạng nguy kịch, vợ ngất xỉu tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu ô tô hư hỏng nặng, rơi một bánh phía trước, xe máy hư hỏng nặng. Thiếu tá Minh nói, hiện chúng tôi đã đưa hai vợ chồng bị thương nặng vào viện cấp cứu. Người đàn ông điều khiển ô tô có biểu hiện say rượu, không tỉnh táo, tuy nhiên phải đo nồng độ cồn mới kết luận được. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.